đi ăn với hoa hậu trái đất với tôi nha. Nói chứ hôm nay mẹ có hẹn đi ăn với cô em thân thiết đó là hoa hậu Phương Khánh. Thì khi mà quán mẹ còn khai trương á, mọi người đều thắc mắc hỏi ủa sao không thấy Khánh đến dự. Thì tại những cái ngày mà mẹ khai trương Khánh bận, và ngày hôm nay Khánh dành một buổi đến để ăn và vui cùng với mèo ở quán xích tại 210 Bê Cô Bắc nè. Bà không có đi một mình đâu nha, bà còn đi với một ekip chuyên quay vlog, và tụi mèo đang chơi một cái video đó là hẹn nhau đi ăn với câu nói là đừng có chân diện gì nha, ăn mặc đơn giản thôi. Và mỗi người xuất hiện với một cái outfit ta nói nó chấn động đại. Ở cái outfit này của mèo là mèo vừa đi quay cho một cái brand xong và ghé đây để chơi với Khánh luôn, tranh thủ vì tới 7 giờ là Khánh có việc và mèo cũng phải đi dự một cái đêm nhạc. Hai chị em tôi quê Bến Tre gặp nhau là trời ơi, có cái bình cocktail lên là ta nói 1, 2, 3 vô tới tấp. Phương Khánh có thể được coi là một trong những hoa hậu mà mèo cảm thấy thân thiết, gần gũi, thiện lành nhất luôn á. Và cũng như tất cả mọi bữa ăn đó là vì mèo ăn chay nên mèo chỉ ngồi uống với mọi người. Mèo cũng đã giới thiệu cho Khánh những cái món rất là signature của shop, và có vẻ như Khánh cũng như Khương em của Khánh và mọi người trong bàn đều cảm thấy món ăn rất là ngon, khen rất là nhiều. Hy vọng là sẽ gặp lại các bạn tại shop để mà ăn cùng mèo nha. Bye.